hôn thê anh Đức, chúng tôi có khoảng cách thế hệ. Diễn viên Anh Phạm cho biết cô và vị hôn phu còn nhiều điểm chưa hợp nhau do chênh lệch tròn một giáp, nhưng mối quan hệ vẫn phát triển tốt vì anh Đức rất chiều cô. Anh Đức, anh Phạm quen biết nhau và nhanh chóng nảy sinh tình cảm từ hơn một năm trước. Anh Phạm tiết lộ cả hai được xem như có khoảng cách thế hệ nên cũng lệch pha trong một số khía cạnh. Tuy nhiên, anh Đức lớn hơn vị hôn thê 12 tuổi nên biết cách nhường nhịn và chiều chuộng cô. Tôi nghĩ ai cũng nhận ra điều đó. Các anh chị, bạn bè xung quanh hay nói riêng với tôi, cảm giác như anh Đức rất cưng em đó nha. Tôi thấy mình may mắn khi được đối xử như vậy, anh Phạm nói với ngôi sao. Trong mắt nữ diễn viên, anh Đức là một người tâm lý, luôn biết cách góp ý, chỉ bảo mà không khiến cô phật lòng. Dù chuyện đó rất trẻ con, anh ấy vẫn kiên nhẫn giải thích cho tôi. Ngoài ra, điểm hợp nhau nhất của cả hai là gu ăn uống, anh Phạm kể. Không chỉ là chồng chưa cưới, anh Đức đối với anh Phạm còn là đồng nghiệp, tiền bối trong nghề. Bởi vậy, mỹ nhân 25 tuổi học hỏi được nhiều thứ từ nửa kia. Anh chỉ ra cho cô những điều tốt và chưa tốt, những điều nên và không nên làm trong công việc cũng như cuộc sống. Từ đó giúp cô nhìn nhận và hoàn thiện bản thân. Khi anh Phạm được giao một vai diễn mới, anh Đức giúp cô phân tích kịch bản, tâm lý nhân vật. Đôi lúc anh ấy giúp tôi chỉnh giọng nói hoặc gợi ý cách nhấn nhá lời thoại sao cho mượt, cuốn hút hơn. Dù không có mặt ở phim trường, anh ấy vẫn chủ động hướng dẫn tôi những điều đó từ xa, cô cho biết. Nhớ lại cảm xúc khi được anh Đức cầu hôn, anh Phạm nói, lúc ấy tôi khá bất ngờ. Chúng tôi đang trong chuyến du lịch chung với bạn bè thì anh ấy ngỏ lời nên tôi vừa hạnh phúc vừa nghẹn ngào, không biết diễn tả cảm xúc ra sao. Người đẹp Gen Z cho biết có nhiều dự định trong thời gian tới nhưng cột mốc lớn nhất là kết hôn. Cô mong luôn nhận được nhiều yêu thương và ủng hộ từ khán giả. Hôm 4 tháng 4, anh Đức công bố tin vui đã cầu hôn bạn gái thành công. Sau đó ít phút, anh Phạm cũng khoe bức ảnh với chiếc nhẫn kim cương và bó hoa hồng giống trong tấm hình của anh Đức, kèm chú thích, chúc mừng anh đã có được em. Từ khi công khai chuyện tình cảm, hai người thoải mái xuất hiện bên nhau tại các sự kiện. Họ mới thực hiện bộ ảnh đôi tại Hồ Trị An theo concept cắm trại nghỉ dưỡng, ghi lại những khoảnh khắc vui đùa tự nhiên. Anh Đức sinh năm 1987, là một trong những diễn viên hài nổi tiếng ở miền Nam. Anh được yêu mến bởi lối diễn tự nhiên, duyên dáng. Ngoài ra, anh còn theo đuổi lĩnh vực MC, ca hát, từng ra MV. Anh Đức từng yêu Lâm Vĩ Dạ nhưng sớm chia tay và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Anh cũng bị đồn hẹn hò nhiều người đẹp trong showbiz nhưng không xác nhận chuyện tình cảm. Anh Phạm, tên thật Phạm Quỳnh Anh, sinh năm 1999, là diễn viên. Cô từng góp mặt trong phim điện ảnh Mai, Hoa hậu Giang Hồ, Bình Minh Đỏ, phim truyền hình Đường về có nhau và tham gia MV Thích thì đến của Lê Bảo Bình. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.